Chú thích làm về chủ đề gì? Em đầu tiên lên em nói xíu về cái kênh YouTube hôm nay họ gỡ những cái clip của những cái người mà gọi là một cái hiện tượng mà nó không được tốt đẹp trên các mạng xã hội mà. Đúng rồi, mình hoan nghênh để cái đấy là phải làm. Ví dụ như kênh YouTube của thằng Dương Minh Tuyền với cái quả thằng gì khá bảnh khá biết gì đấy. Trời ơi, mình không gỡ đi, những lớp trẻ nó nhiều khi nó xem đúng không, thì đó là một cái kênh thực tế ra nó hướng một cái lớp trẻ nó có một cách sống rất không 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 lành mạnh, hiểu không? Đấy, thành cuối cùng đấy, ngay cái bản thân cái thằng 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 Dương Minh Tuyền và thằng 67 đấy thì nó là một cái gọi là một cái hiện tượng nó rất không lành mạnh của một giới trẻ rồi. Cho nên là mình rất hoan nghênh cái chuyện nhà nước này là gỡ đấy, báo cáo Facebook để mà gỡ hai cái kênh YouTube này xuống. Tốt xuống nhờ. Thứ nhất đó là em mà quan hệ YouTube, cái thứ hai nữa luật an ninh mạng là bắt đầu có hiệu lực mạnh hơn nữa và nhanh chóng phải xử lý những cái trường hợp này, tại vì ở đây mạng xã hội nhưng mà những cái vấn đề đó nó hầu như không đem đến một cái gì gọi là có một cái tính chất giáo dục hay là một cái tính chất giải trí gì mà nó mang một cái hình thức hình ca ngợi một cái tệ nạn là nó đúng hơn, mà tạo vô tình dẫn dắt cho các bạn trẻ đi hiểu sai lệch về một cái vấn đề về cái xã Đúng hội đó. rồi, của xã hội đấy. Thanh cuối cùng là bây giờ ví dụ nhiều khi hay là bảo mình là người lớn tuổi mình khắt khe, mình vào cái kênh cái thằng thằng gì thằng khá bảnh vừa rồi thôi đúng không, nó đại diện cho một cái tầng lớp gọi là thanh niên hư hỏng của xã hội. Và kể kể cả thằng Dương Minh Tuyền nữa, thánh chửi Dương Minh Tuyền cuối cùng lại đưa là cuối cùng đưa lên xem coi như là bao nhiêu triệu view tất cả các thứ. Mà nói chung là cái luật an ninh mạng ra phải thực thi. Ví dụ như anh nói ví dụ anh em mình hay nói về quan tâm về vấn đề chính trị chẳng hạn. Bây giờ ví dụ như mình bảo nhiều khi mình cứ nghĩ là sau mùa tháng 9 ví dụ những kênh của mấy thằng phản động, ví dụ như kênh của thằng Tân Thái bên Trương mấy thằng kia vẫn cứ ra giả suốt ngày kênh Facebook hoặc là kênh YouTube nữa. Mà chẳng qua là ví dụ bây giờ mấy cái kênh kia thì vào tất cả các bạn bây giờ ví dụ các bạn có một cái chút đầu óc đi, các bạn vào cái kênh của thằng Tân Thái bên Trương các bạn nghe có được không, rồi mà các bạn thấy một số người ở Việt Nam lên rồi là cũng cướp đất cuối cùng của Trung Quốc cũng tràn ngập Việt Nam cái này các vậy. Nhiều khi tại sao ví dụ nha cái bộ văn hóa truyền thông của Việt Nam cũng không cái phản ánh đến Facebook, nghe ra người ta gỡ những cái kênh coi như là YouTube đấy đi. Mà mình bức xúc nhất là cái chuyện ví dụ như kênh YouTube của thằng bên Trương ấy và thằng Tân Thái vẫn có quảng cáo của những doanh nghiệp Việt Nam ở đấy đấy. Mà chả lẽ là anh em mình lại hô lại bảo là bây giờ lại nói lên một cái phong trào coi như là sẽ có ly khai những cái doanh nghiệp là quảng cáo trên cái kênh mấy cái kênh phản động đó đúng không, thì nói chung đó là một cái mà ví dụ nó không hay lắm, tạo thành một cái tiền lệ nó rất là không hay. Nhưng mình xem cái kênh của thằng Tân Thái bên Dương mình thấy ở cái kênh đấy nó toàn phát những điều xuyên tạc quá về đất nước thôi đúng không, mà sau đó mình lại xem cái quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam ở đấy rất bức xúc. Nó tập trung lên tiền thể em nói anh rất là bức xúc về chuyện đấy. Thì bây giờ theo mình nghĩ này, vì ngày xưa ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói mà khi cái luật an ninh mạng ra rồi đúng không, cái vì an ninh quốc gia cho nên cái luật an ninh linh mạng ra, mà ở đây là rất nhiều nước ở trên thế giới này kể cả những nước nước lớn tham gia cái hiệp định WTO người ta đều thực hiện an ninh mạng, kể cả Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Úc nọ kia tất cả thứ người ta thực hiện thì mình phải thực hiện cho triệt để những cái kênh nào phản động. Thấy chưa, báo cáo nói thằng YouTube gỡ xuống, nói thằng Facebook gỡ xuống. Nhưng không cần thiết ví dụ như Việt Nam cũng như Trung Quốc ấy, không cần YouTube, không cần Facebook nữa, mà mình thành thành lập một cái trang mạng riêng của Việt Nam đúng không, có gì vậy phải như thế chứ. Nhiều khi nói ra cực đoan, bây giờ ví dụ là đưa cái kể cả thằng 67 là Dương Minh Tuyển lên bao nhiêu triệu view tất cả thứ, mọi người lớp trẻ hư hỏng. Cái ở đây trong khi đó là mình cũng nên nhắc nhở lại cái người dân, đặc biệt là cái giới trẻ, không, thông tin mạng xã hội người ta du nhập vào mình sử dụng sao với một tính chất lành mạnh, và cái mình phải nhận thức đúng đắn ở đâu là đề tài của xã hội và
đề mình đóng góp cho xã hội nó như thế nào, chứ đừng a dua theo một cách gọi là một cái hiện tượng mà không cần biết hậu quả nó như thế nào, hoặc là nó như đem đến cho người ta một cái điều gì gọi là ý thức cả, mà lại đi tung hô và lại đăng ký để xem như vậy, thì cuối cùng nó đi đến một cái hệ lụy gì đó, họ không nhìn ra được cái điều đó. Đó thì qua đây em cũng nói là cần cái luật an ninh mạng thực thi nhiều hơn nữa, đúng rồi, rồi kết hợp YouTube hay là Google đó, những cái vấn đề những cái bài viết hay là những cái trang mạng mà nó gây không tốt cho tình hình xã hội đất nước Việt Nam cần nên triệt để. Đúng rồi, cần phải gỡ. Với thứ hai là như này, trước kia cái luật an ninh mạng anh nghĩ rằng là những cái quản lý lý mà đám mây về về, về trung tâm dữ liệu điện tử phải đưa về Việt Nam quản lý, đúng không? Dạ. Bây giờ thằng YouTube, thằng Facebook nó kinh doanh ở trên đất nước Việt Nam thì nó phải phụ thuộc vào cái pháp luật của Việt Nam, đúng không? Luật pháp Việt Nam. Thì chính vì khi bắt đầu YouTube hay là Facebook này đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam thì cái vấn đề mà thực thi này nó sẽ tốt hơn. Tại vì em nghĩ rằng là khi đưa về đây thì tất cả những thông tin hay là những cái gì có đủ hồ sơ pháp lý để mà yêu cầu họ gỡ những cái này ra. Tại vì đây là ảnh hưởng đến vấn đề mà trật tự xã hội của Việt Nam. Đó, đó có điều hay. Chào Kiên Giang. Mở cửa cho mẹ. Rồi ok, anh lên anh nói vậy thôi, nói chung là theo cái nhà nước mình vì ăn vấn đề an ninh quốc gia mà vì cái thế hệ tương lai và của cái lớp trẻ nữa, nói chung là mình phải làm một cách quyết liệt và phải nghiêm túc. Bây giờ cứ không thể để ấy được, không thể để những kênh phản động suốt ngày ra xả xả nó tuyên truyền vào đất nước Việt Nam. Cái vấn đề nữa là không thể để cho các doanh nghiệp bây giờ của Việt Nam quảng cáo trên kênh của Tân Thái bên Thị Trương. Nhiều khi mình nghe mình điên người lên ấy. Tại vì trong đây thì theo em nghĩ rằng đó nó cũng có một chút gì gọi là cái sơ hở. Tại vì em nghĩ là đăng ký quảng cáo và đặc biệt những cái doanh nghiệp này thì họ cần phải nên xem xét lại. Tại vì ví dụ như thương hiệu của mình quảng cáo ở kênh YouTube nào. Tôi nói xin lỗi với bạn Trần Xuân Sơn này. Bạn hỏi tôi một câu, bạn bảo nếu anh không đi Vĩnh Dương anh có mua nhà thành phố Hồ Chí Minh không? Bao nhiêu người dân ví dụ như Việt Nam người ta không đi tàu Viễn Dương người ta cũng không có tiền mua nhà thành phố Hồ Chí Minh hết à? Tôi thật nếu mà tôi không đi tàu á, thấy chưa? Thời tôi ra trường là năm 1985 lên 1988, tôi nói các bạn là hồi đấy buôn bán không được nữa, nhá. Tôi nói bạn thế, mà chủ yếu tôi mà kinh doanh ở trên bờ là phần lớn. Đấy, cho nên bạn không hỏi bạn Trần Xuân Sơn, bạn cũng nói bạn mình bạn hỏi, thấy chưa? Thành cuối cùng bạn nghĩ là bao nhiêu người cả phố của tôi người ta đi tàu Vĩnh Dương hết nè. Chứ còn cái chuyện đi tàu Vĩnh Dương tôi không có buôn bán được bao nhiêu vì tính tôi nhiều khi thẳng tính, buôn bán nhiều khi không được. Đó cũng tùy theo người ta, chứ đâu phải là ai đi tàu Vĩnh Dương người ta đúng cũng đúng. Đâu. Nên cái vấn đề rồi. Đó em biết. Dạ, cảm ơn Dương và chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh.